nhà vô địch thế giới 2014, Imp bị chẩn đoán tâm thần. Trong giới eSports có rất nhiều sự hào nhoáng, để rồi bên cạnh đấy không ít câu chuyện đau lòng ẩn đằng sau. Đặc biệt với nhiều tuyển thủ đi hết chặng đường đỉnh cao, kết thúc của họ thường không tốt đẹp, thậm chí nhiều cái tên còn đối mặt với cuộc sống khó khăn. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin không vui liên quan đến cựu sao Imp. Theo Sohu, huyền thoại LCK được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần cấp độ 4. Bên cạnh đấy, trang tin còn chia sẻ giấy khám bệnh của người cũ Samsung White. Được biết, bệnh tâm thần có 4 cấp độ, cấp 1 được xem là nặng nhất, trong khi cấp 4 là nhẹ nhất. Dẫu vậy, fan vẫn rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe lẫn tâm lý của Imp. Bởi lẽ trước đó, Imp có nhiều biểu hiện không ổn về tinh thần. Anh được cho là thường xuyên uống rượu, hút thuốc, giờ giấc sinh hoạt thiếu điều độ. Chưa kể, tâm trạng của anh cũng có nhiều vấn đề. Thậm chí, thời điểm 2020, Imp từng có dấu hiệu khủng hoảng trầm trọng khi livestream. Tôi hỏi câu này nhé, nếu tôi chết, mấy người có buồn không? Có khóc thương tôi không? Tôi không biết sẽ có bao nhiêu người buồn nữa. Tôi rất sợ. Gần đây tôi thấy rất tệ. Thật đấy, lúc nào tôi cũng muốn khóc. Thực chất, cuộc đời Imp có rất nhiều bi kịch. Anh trưởng thành trong gia đình không hạnh phúc khi sớm chứng kiến bố mẹ ly hôn. Sau đó, Imp còn bị đấng sinh thành bỏ rơi, phải sống với bà. Một tay anh đã phải gồng gánh tất cả. Bên cạnh đấy, Imp là xạ thủ tài năng xuất sắc hàng đầu LCK thời điểm còn thi đấu. Anh đã cùng Samsung White vô địch thế giới năm 2014. Thế nhưng, anh vẫn không được cộng đồng đón nhận, liên tục bị chê bai. Với bệnh tình hiện nay, Imp sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Thay vào đấy, anh sẽ tham gia phục vụ cộng đồng. Sau tất cả, hy vọng Imp sớm bình phục và có thể tiếp tục livestream.